Gara Family xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đang theo dõi kênh của gia đình mình. Hôm nay ba mẹ con mình sẽ cùng nhau làm bánh kẹp và sẽ có hai phụ bếp đắc lực làm cùng. Đó là con Tế. Con Tế. Bây giờ mời mọi người sẽ vào bếp làm cùng với ba mẹ con luôn nha. Ở đây là Vân cần một cái tô lớn để mình trộn. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây một quả trứng. Đây là cái miếng mắm ít. Nhẹ nhẹ nha. Tập. Rồi. Rồi con trộn, thành hai trộn. Con đi rửa tay, Trộn. Con trộn đi, sau đó là mình sẽ thêm 50ml bơ chảy. 50ml bơ chảy. Let's go now. Nhẹ nhàng. And now let's go. Rồi, mà đi lại. Con trộn đi. Cái này là vanilla. Vanilla thì mình sẽ cho một muỗng cà phê. Rồi, con đổ vanilla vô cho nó thơm. Sau đó là đường, 25g đường. Trộn đều, trộn lên. Trộn nhẹ nhàng. Rồi, 200ml sữa tươi. Đổ vô. 200ml sữa tươi. Đây là nhẹ nhàng nha. Trộn cho tan đường. Rồi, bỏ bột, đổ bột vô. Bột này là bột mì gia dụng. Con dùng 130g bột mì. Đổ vô đi. Từ từ. Rồi, cái này là một muỗng cà phê bột baking powder, bột làm bánh. Từ từ. Chưa, mẹ chưa xong. Rồi, cái này là 1/4 muỗng cà phê muối. Đây này giúp mẹ đổ. 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi, bắt đầu mình sẽ rắc nha, rắc nhẹ. Rắc này này để những cái bột ấy, nó rơi rạc ra mình sẽ dễ trộn. Cái gì? Đây, Raiden. Like this. Ok. Snow. Cái gì là snow? Con đập. Đập mà bột nó không rớt xuống. Elena. Ok. Put the biscuit small until the small and kick everyone. Okay. Stir nhẹ nhẹ. Không trộn nữa đi, trộn chưa có tan hết. Trộn cho nó tan đều hết. Sau đó là mình sẽ đợi khoảng 20 phút. Trước tiên mình đứng bánh. Ta giúp mẹ thấy cái máy đi. Đây là cái máy con sẽ dùng để làm bánh kẹp. Đây là cái khuôn để làm bánh kẹp này các bạn. Bánh waffle, tiếng Anh gọi là waffle. Đây là cái bánh. Đây là giúp mẹ. Đây là các bạn, đây là cái khuôn bánh. Thì mình sẽ cắm điện và làm nóng khuôn. Yes. Coi thử. Cái này là bơ. Đây là để dùng bơ đi dầu được. Làm chồng con đứng bên hồi hộp. Đây, đổ bột lên.
Để mommy do the first one first, okay? Oh. Rồi, con bột lên. Để tớ ít cái. Làm xong rồi tí nữa rồi đó. Để mình xem thử. Đây nè, cầm muỗng chuẩn bị ăn. Nhưng mà cái bánh đầu tiên mình không có ăn được. Tí nữa con mình để con bột á. Good, okay? And then you want to do? Crispy đến ngon hơn. Đừng crispy. Không có gì. Tiếp đây. Tôi kiếm phải được đi. Con được bay lên nó có được đi. Không có gì. Con sạch lên. Mình đợi khoảng 15 đến 20 phút là bánh chín. Mọi người, bánh ba mẹ con đã làm xong rồi thì mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn cùng với ba mẹ con mình nha. Ok. Freedom, not freedom. Bye guys. Mời mọi người nha. Long quán kíp bánh. Thank you. Bánh rất là ngon mọi người. Mình ăn còn nóng thì bánh mềm, thơm. Nhưng mà mình để lâu thì nó sẽ hơi cứng cứng. Và bánh này các bạn có thể để tủ đông để giữ. Bữa sáng mình có thể lấy ra bỏ trong lò nướng. Mình nướng mình làm nóng lên ăn rất là ngon. It's too fun.
Bye bye, see you on Sunday.